chào các bạn. Tiếp tục đến với series review và chi tiết các loại các dòng máy lu. Thì hôm nay là mình tiếp tục đến một con Dynapac các bạn ạ. Một con này cũng khá là cổ. Bởi vì nhìn tổng quan cabin của nó, con này cũng khá là cổ. Nhưng vì sao tôi muốn review con này? Tiếp tục là các bạn có thể xem đầu tiên là tất nhiên chúng ta sẽ đi xem một tổng quan một lần xung quanh các bạn ạ. Con này chưa được rửa sạch sẽ sạch sẽ cho lắm. Lốp này các bạn ạ. Dynapac thì đó là dòng máy của Thụy Sĩ thì phải các bạn. Một con dòng máy của Thụy Sĩ. Ở đây chúng ta có thể xem tại sao tôi muốn nói về con này. Bởi vì nó là nhìn đây. Con nu thì những nu đời cũ thì chúng ta mua cũ thì chúng ta một trong những thứ mà chúng ta có thể không thể làm lại được, ví dụ động cơ động kiếp chúng ta có thể làm lại được, nhưng có thứ có cái mà chúng ta mua bắt buộc chúng ta phải xem một trong những yếu tố đầu tiên. Động cơ chúng ta có thể mua con đã làm lại, nó có thể mua rẻ đi một chút, nhưng ở đây tất nhiên là đúng không ạ, đây chính là cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là độ dày của bánh thép, nó làm nhiều hay không, nó làm ít hay nhiều. Nó làm nhiều thì cái bánh thép nó sẽ mỏng đi, và bánh thép thì tất nhiên là một thứ không thể làm lại được, và nếu làm lại thì nó cũng mất rất là nhiều tiền các bạn ạ. Và cũng chẳng chúng ta mua cũ, chúng ta chẳng nên mua một con mà cái bánh thép của này của nó đã được làm lại, đúng không ạ? bánh hơi thì có thể chúng ta có thể làm lại được, chúng ta có thể thay, bánh thép thì rất là khó, và nó quan trọng là nó là mất khá rất nhiều tiền. Nhưng con này bánh hơi bánh thép của nó vẫn còn rất là dày cái ủng các bạn, và sắt xì các bạn có thể nhìn thấy này, cực kỳ dày luôn, sắt xì cũng tuyệt vời luôn. Nhìn thoáng tổng quan thì con này là có vẻ đời, tôi không rõ về đời của máy lu, nhìn máy tôi không thể đoán được đời nó là năm bao nhiêu. Nói chung là nhìn cái thiết kế của nó này có vẻ rất là cổ, cũng khá là cổ, khá là đời, khá là sâu, đúng không ạ? Nhưng con này bù lại được cái là cái dàn đầu đấy các bạn ạ, cái dàn lốp trước, dàn bánh thép trước của nó này. Đấy là làm việc của nó này, cực kỳ là tuyệt vời, vẫn còn rất là dày, bạn có thể nhìn thấy. Rất là dày. Còn động cơ thì chúng ta có thể xem đây các bạn. Đây là động cơ. Cái lắp cabo này nó rất là nặng nên là cũng rất là ngại, không muốn mở lắp cabo lên các bạn. Tổng quan và chassis thì nói chung là động cơ khoảng thì nó chắc là vẫn vẫn ổn các bạn ạ. Đây tôi cho các bạn xem động cơ này, quay lên cho các bạn xem. Nhà mà có thể nhìn thấy một số gì có thể nhìn. Đây. Lại các dàn chân tivo, cực đi là bắc các bạn. Nói chung bãi máy này thì còn là rất là nhiều, tôi sẽ review từng con cho anh em xem để anh em có thể là cảm thấy thích con nào có thể liên hệ lại bình luận đến video hoặc comment hoặc liên hệ số điện thoại hoặc cả các địa chỉ email của mình để có thể được những cái giá yêu thương với những cái con mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều. Bù mắc rồi đi là Pak rồi Komatsu rồi Ham đúng không ạ, rồi Vivo Mark đúng không ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, video mình xin phép được kết thúc tại đây.